hôm qua bố xuống trước thì thấy cái bộ giày này rất là đẹp nên là bố quyết định mua về cho Tân An. Tân An chắc chắn là Tân An sẽ rất là bất ngờ với cái bộ giày này. Hello Tân An. Xin chào các bạn. Tân An ơi, Tân An đang làm gì vậy ạ? Tân An đang vẽ. Nhưng mà Tân An đã làm bài tập về nhà ở trường của cô giáo ra kia mà Tân An ngồi vẽ như họa sĩ thế nhỉ? Tân An làm phiếu rồi. Làm phiếu rồi đúng không? Hoàn thành các bài tập đúng không? Tân An ước mơ sau này làm cái gì nhỉ? Họa sĩ. Làm họa sĩ. Cho nên là nhà Tân An rất là nhiều màu các bạn ạ. Đây này. Đây là bộ màu bút màu này, rồi bút chì này. Đấy, bộ gì đây Tân An? Bộ dán với màu in dấu. Thế à? Tân An giới thiệu bộ màu này cho các bạn xem thế nào. Không biết nó có thành họa sĩ không nhưng mà đồ nghề thì rất là nhiều. Bộ màu này có rất là nhiều màu, bên này là màu chì. Bên này là màu chì à? Màu sắc. Còn bên này là màu gì? Màu già. Màu già à? Màu nước đúng không? Vâng. Rồi, đây là bộ cắt đúng không? À, đây là ghim này. À, rồi. Ghim tí hơn. Thế còn cái kia? Cái... miếng dán đúng không? Vâng ạ. Rồi. Đang có rất là nhiều bộ màu các bạn. Còn đây là màu gì nữa? Đây là màu in dấu. À, màu in dấu. À, đây mà, đây nè. À, đúng rồi. Màu dấu. Đây, họa sĩ rất là nhiều đồ nghề các bạn. Làm họa sĩ cũng vất vả đúng không các bạn? Dạ. Không sướng gì đâu các bạn. Thế Tân An đang vẽ gì đấy? Mấy hiệu cao cổ đang ăn cỏ. À, con hiệu ăn cỏ ăn cỏ cơ à? Ghê nhỉ? Đây, đang ăn lá cây chứ. Bố ơi. Tân An mà vẽ bây giờ sao mình nét rồi. À đấy à, mình phải tẩy đi chứ. Mà Tân An không có tẩy. Không có tẩy à? Ừ. Bố lấy tẩy cho Tân An nhé. Vâng ạ. Hôm qua bố xuống trước thì thấy cái bộ tẩy này rất là đẹp nên là bố quyết định mua về cho Tân An. Tân An chắc chắn là Tân An sẽ rất là bất ngờ với cái bộ tẩy này. Đây, tẩy của Tân An đây, bố tặng Tân An này. Ờ, đây là son của mẹ mà. Đây, son á. Đây không phải son đâu, đây là tẩy mà. Đây là son thật mà. Con nhìn có phải tẩy không? Không phải, đây là son mà. Tân An bảo đây là son các bạn. Theo Tân An là son đúng không? Vâng. Thế Tân An thử đánh môi xem thử là có lên màu không nào. Đây. Để cái gương đã. Cái tẩy nhưng mà Tân An tưởng là cái son. Bây giờ Tân An không tin là đây là cái tẩy cho nên là. Đây, bố cầm gương nha. Bây giờ Tân An không tin bố. Đấy, màu xanh đúng không? Sao lại không ra? Đây là cái lá tẩy cơ mà. Bây giờ Tân An thử cái màu hồng đi. Xem là có lên không? Có lên màu hồng không? Ok. Sao lại vẫn không ra? Vẫn không ra đúng không? Vẫn không lên màu đúng không? Vâng. Tiếp tục thử hết tất cả các cái son luôn. Không ra tiếp. Thấy chưa? Bố nói đây là cái tẩy cho Tân An không tin. Rồi, tô màu vàng thế nào? Chả thấy, ra. Cũng không thấy thấy luôn á. Còn một cây này nữa. Tân An dơ lên cho bạn xem nào. Đấy, Tân An không tin bố nhá. Này, cái tẩy đấy có cái son đâu. Cái tẩy người ta làm giống cái son thôi. Nhớ nha, không phải cái son đây nha, cái tẩy nhá. Vâng. Đấy, Tân An tẩy nó mờ cái nét bút chì rồi kìa. Thế thì Tân An đã tin đây là cái tẩy chưa? Dạ ạ. Thế có phải là cây son không? Không. Không phải là cây son đánh môi như của mẹ đâu nhé. Làm họa sĩ rất là vất vả các bạn. Bao nhiêu là màu, bao nhiêu là giấy này. Thì Tân An để con coi cho các bạn xem nhé. Vâng ạ. Con thở đi, con thở con vén này, đẹp hơn. Cô thấy... hay là vẽ con voi đi Tân An, bởi vì bố thấy Tân An vẽ con voi đáng yêu hơn. Vâng. Vẽ xong thì để bố mua mấy cái khung về đóng cho Tân An rồi hôm nào mình đưa ra ngoài bố một bản đấu giá nhé. Mình vẽ xong mình phải làm gì đó nhỉ? Viền vào. Ký tên nhé. Ký tên. Viết tên đúng không? Viết tên vào để nhận bản quyền tác giả. Tí nữa Tân An ghi vào là bố sẽ ghi tên của bố vào đấy là tranh này là tên của bố mà tranh của Tân An thôi. Nào, tranh con là con rồi. Thì con phải viết tên vào chứ. Bức này chắc là phải bán được mấy triệu đô đấy. Yeah. Mấy viên kim cương luôn ý. 100 tỷ viên kim cương. Wow.
dán đẹp vào, dán đẹp vào, đúng rồi, đúng rồi. Ngoài đây đâu con cò, đóng đóng từ từ cho bạn xem, đây là cái gì nhỉ? Con chó. Con chó à? Ừ. Đúng rồi. Đây nữa, cái này này, cái này là con gì? Doraemon. Doraemon. Kiểu cái này. Đóng vào bạn xem nào. À, nó đóng ngược rồi. Được chưa? Được rồi. Thế. Dán là giấy vẽ con voi đi. Dán. Đây giấy nhỏ nhé. Giấy nhỏ hay giấy to? Giấy nhỏ. Rồi, thế gì cũng được. Vẽ xong tô màu này nhá. Ừ. Các bạn nhìn Tân An vẽ con voi này. Đấy. Đấy, ui trời ơi, họa sĩ cơ mà. Ồ, đây là cái gì nhỉ? Cái voi. Ui, cái voi này. Cái voi đẹp lắm, ôi. Con voi to, mắt phải to chứ. Mắt nó bằng này rồi, còn mắt to thì phải như thế này. À, rồi. Thế không có miệng hả con? À, mũi nữa. À, mũi là cái voi nhỉ? Đây, cái miệng. À, đây là cái ngà. Wow. Họa sĩ cơ mà. Bức này vẽ xong chắc là phải bán được 100 triệu đô luôn nhỉ? Cái gì này? Ôi. Cái bụng à? Bụng. Rồi, vẽ thế nào cũng được. Nhưng mà cái bụng to thế thì chỉ được 50 triệu đô thôi. Chân là đúng không? Còn thiếu nữa, bố thấy còn thiếu nữa. Chân có 4 chân cơ mà. 1, 2, 3, 4. Rồi. Còn thiếu một cái nữa. Đây này. Đúng rồi, thiếu cái đuôi. Đấy. Đàn là họa sĩ nhưng mà vẽ con voi rất là buồn cười các bạn. À, tô màu này chứ. Tô màu. Các bạn thấy đàn giống họa sĩ không? Giá này, màu này. Rồi, tẩy này. Màu nước, rồi màu sáp, rồi màu chì này. Để cái tô để chân nhé. Mệt quá à. Tân An rất là đam mê vẽ. Hè bố cho Tân An đi học vẽ nhá. Giờ em nhé. Cái kia con phải tô màu sáp cơ. Con tô màu nước như thế rất là lâu mà rất là xấu. Tô màu sai rồi. Đấy, chọn màu sai là cũng là một vấn đề đấy. Mệt quá. Mệt là mỏi tay à? Mỏi tay. Thế nghỉ ngơi đi. Vâng. Tí nữa vẽ tiếp nhá. Vâng ạ. Rồi, xin Tân An chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Vâng ạ. Lần sau phải vẽ đẹp để còn cho các bạn xem nhé. Vâng ạ. Dở dang như này đâu. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.